Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Mặc dù sức nóng của vàng đang ngày càng gia tăng và giá đã liên tục ghi nhận những mức cao mọi thời đại mới, nhưng nhiều chuyên gia vẫn dự báo kim loại quý này sẽ còn tăng hơn nữa bởi nhiều yếu tố hỗ trợ. Cụ thể, giá vàng trên thị trường thế giới đã đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần vừa qua bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 1,38%, hiện tại đứng ở mức 2.621 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, thì chỉ số đồng đô la Mỹ mặc dù hồi phục nhẹ nhưng khép lại tuần giao dịch ở mức thấp là 100,74 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin liên tục biến động, hiện tại giảm nhẹ đứng ở mức 62.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,744% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm đứng ở mức 71,77 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Như vậy là sau những tháng đồn đoán về thời điểm cục dự trữ liên bang chính thức bắt đầu chu kỳ nới lỏng, tiếp theo là nhiều tuần thị trường dao động trong khoảng 25 đến 50 điểm cơ bản, ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến và nó không làm thị trường kim loại thất vọng. Vàng đã dễ dàng vượt qua mức 2.600 đô la Mỹ trên một ounce sau khi kết thúc cuộc họp báo của chủ tịch Fed Jerome Powell và đã liên tục phá đỉnh mới, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần vừa qua. Với cuộc khảo sát vàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cũng cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ rất lạc quan về khả năng tăng giá vào tuần tới, trong khi các chuyên gia trong ngành chưa đều quan điểm giữa tăng mạnh hơn và giá vàng hợp nhất trong ngắn hạn. Tôi vẫn lạc quan về vàng trong tuần tới. Theo ông Colin Szczesinski, trưởng nhóm chiến lược thị trường tại SIA của Management nói và cho rằng, sau khi đạt mức cao kỷ lục mới, có vẻ như một đợt tăng giá mới có thể đã bắt đầu về mặt kỹ thuật. Trong khi đó, ông Mark Chandler, tổng giám đốc tại Bloomberg Global Forex cho rằng kim loại màu vàng có xuống đi ngang trong tuần tới. Tuần tới sẽ yên tĩnh hơn và điều này có thể có nghĩa là một số thanh lý của các nhà giao dịch theo đà, đặc biệt là nếu lãi suất của Mỹ và đồng đô la điều chỉnh cao hơn. Còn theo ông Sinlert, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Wechersing đã giải thích những tác động của đợt công bố dữ liệu mới nhất của Fed. Ông cho biết việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản có ý nghĩa với ông. Nhưng chính những dự báo mới nhất của Fed mới là cú sốc. Về ý nghĩa của điều này đối với giá vàng, ông Sinlert nhận thấy giá vàng sẽ còn tăng thêm ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì ông cũng cảnh báo rằng không có gì tăng mãi mãi và vàng có thể sắp có một đợt điều chỉnh lành mạnh ở đây. Điều có thể ngăn cản xu hướng này là một đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán, vì khi đó bạn sẽ có một chút lo sợ, bạn sẽ thấy vàng mất đi sức dẫn của nó, vì nếu cổ phiếu bị đánh bại, không ai xếp hàng, ít nhất là trong ngắn hạn ở đây, để mua nó ở mức 2.600 đô la Mỹ trên một ounce. Còn theo chuyên gia Trader, người đã dự đoán động thái tăng giá của kim loại quý vào đầu năm nay, thấy rằng giá còn tăng nữa. Khi vàng không còn chỉ là nơi trú ẩn an toàn và trở thành hàng rào phòng ngừa lạm phát một lần nữa, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy giá tăng đáng kể. Vị chuyên gia này nói và nhấn mạnh những lo ngại ngày càng tăng xung quanh nợ tiêu dùng, chi tiêu của chính phủ và rủi ro địa chính trị, tất cả đều có thể tạo ra sự biến động hơn nữa của thị trường. Trong tuần này, có 19 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kiko News, với phần lớn đều thấy giá cả đi ngang hoặc là tiềm năng tăng giá thậm chí còn lớn hơn. 9 chuyên gia với 47% dự kiến giá vàng tăng cao trong tuần tới, trong khi có 8 nhà phân tích chiếm 42% dự đoán giá vàng đi ngang. Chỉ có 2 chuyên gia tương ứng với 11% tin rằng giá vàng sẽ giao dịch thấp hơn trong tuần tới. Trong khi đó, 189 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với hầu hết các nhà đầu tư main chit quay trở lại với triển vọng lạc quan của họ. Với 129 nhà giao dịch bán lẻ, tương ứng với 68% mong đợi giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 29 người tương ứng với 15% mong đợi kim loại quý này sẽ giao dịch thấp hơn, 31 người trả lời còn lại chiếm 17% thấy giá trị sẽ hợp nhất trong tuần tới. Chị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Kể từ khi ngân hàng nhà nước triển khai bán vàng với giá bình ổn, thị trường vàng miếng đã thể hiện sự bình tĩnh trước mọi biến động của thị trường và thế giới. Do mức điều chỉnh về giá sẽ phụ thuộc vào việc ngân hàng nhà nước có thay đổi giá bán trực tiếp hay không. Trước đây, khi giá vàng miếng còn tự do nhảy múa, nó luôn nhạy cảm với những thay đổi của giá vàng thế giới, đặc biệt là khi giá tăng. Mỗi khi giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng miếng trong nước thường tăng với biên độ lớn hơn.
dẫn đến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng. Hiện tại, nhờ chương trình bán vàng bình ổn của Ngân hàng Nhà nước, thị trường vàng miếng đang được kiểm soát chặt chẽ, giữ chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ở mức hợp lý, ngay cả khi giá vàng trên thị trường thế giới có những đợt tăng bùng nổ trong thời gian gần đây. Trong tuần vừa qua, có 3 phiên điều chỉnh trái chiều. Sau 3 phiên này, thị trường vàng miếng ghi nhận đà tăng 1,5 triệu đồng trong mỗi lượng trong cả tuần, với mức chênh lệch mua bán duy trì ở khoảng cách 2 triệu đồng trên một lượng. Nếu đầu tư vàng miếng mà đăng ký thành công, trong vòng một tuần qua vẫn lỗ 500.000 đồng trong mỗi lượng. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 hiện tại đã có kỷ lục mới gần 81 triệu đồng trong một lượng. Trong bối cảnh giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp xác lập kỷ lục mới, vàng nhẫn bố số 9 đã bắt sóng kịp thời và cũng liên tục có các kỷ lục giá mới qua từng ngày từng giờ. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, thị trường vàng nhẫn neo giá mua vào ở ngưỡng cao kỷ lục là 78,9 đến 79,5 triệu đồng trên lượng tùy đơn vị và giá bán cũng đạt đỉnh lịch sử 80,2 đến 80,75 triệu đồng cho một lượng. So với chốt cuối tuần trước, mặt hàng vàng nhẫn mua vào tăng khoảng từ 1,1 đến 2,1 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn bán ra tăng khoảng từ 1,1 đến 1,85 triệu đồng cho một lượng. Giá vàng biến động mạnh nhưng chênh lệch mua bán lại có chiều hướng giảm. Mức chênh lệch hiện tại ở khoảng 1,1 đến dưới 1,4 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn so với mức 1,2 đến 1,6 triệu đồng trên lượng cuối tuần trước đó. Như vậy, sau khi trừ đi khoảng chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra, đầu tư vàng nhẫn sau một tuần đã có mức lợi nhuận từ 250 cho đến 500.000 đồng trong một lượng ở một số đơn vị. Vẫn luôn là mặt hàng biến động theo sát thị trường vàng thế giới, vàng nhẫn trong nước hiện tại đã đạt mức giá cao kỷ lục. Với sự nhạy cảm đặc trưng trước những thay đổi của thị trường vàng thế giới, vàng nhẫn được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh mẽ. Nếu giá vàng thế giới chạm tới các ngưỡng dự đoán bởi các chuyên gia, điều này tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những người nắm giữ vàng nhẫn. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều tối nay. Nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn tạm thời không có thay đổi về giá so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 24.370 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.740 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.965 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.065 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Pin G Hồ Chí Minh và Pin G Hà Nội mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu 120 nghìn, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. SJC Huế mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. SJC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 200 nghìn. Cuối cùng là giá nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 890 nghìn, bán ra 8 triệu 020 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 880 nghìn, bán ra 7 triệu 980 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 701 nghìn, bán ra 7 triệu 901 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 750,6 nghìn, bán ra 6 triệu 000,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 417,8 nghìn, bán ra 4 triệu 667,8 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 093 nghìn, bán ra 3 triệu 343 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào 7 triệu 940 nghìn, bán ra 8 triệu 055 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 7 triệu 945 nghìn, bán ra 8 triệu 055 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn một quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.